Đây là cây nho xanh nha bạn. Mình lúc mình quay nó nhỏ xíu, nó chưa ra lá đó, bây giờ nó ra lá nè, giờ nó đang bò lên cái vàng nè. Đây là nho xanh mình trồng. Đây cây sơ ghi của mình cũng đang ra bông nhóc hết nè. Đang ra bông nhiều lắm, thấy lắm tấm bông. Như có trái luôn à, dưới nó có trái nhỏ nè, thấy không? Thấy cái trái luôn. Còn đây, đây là cái cây quay nectarine nhớ mà, bạn thấy trái nó ghê không? Đây, man, cái này chắc phải thiếm bớt quá, trái gì là cây nó chịu không có nổi, quá trời trái luôn. Nhìn nè, nhánh nào nhánh nấy là đầy nghẹt nhé, trái trên đó đó. Làm sao nó chịu nổi ta? Đây, quá trời trái luôn. Các bạn nhìn trái không? Đây, white nectarine nha các bạn, nó giòn và nó ngọt lắm. Nó giòn mà giòn xốp á, ăn ngon hơn trái cóc mình nhiều. Nó tựa cóc nhưng mà nếu mà mình để nó vừa chín tới là ăn giòn ngọt lắm. Đừng để nó chín, chín thì nó mềm. Wow, bạn coi, quá trời trái mà không thể nào mà nói được. Thấy không? Thấy từ đầu cành cho đến cuối cành nhé. Đây, thấy đầu cành không? Trái lên nè. Quá trời. Còn mình qua phía bên đây để xem mà. Nó có nhiều không? Các bạn, phía bên đây cũng nhiều luôn mà. Đây, từ đầu nhánh cho đến cuối nhánh trái không à. Oh man, trái nhiều quá gãy cành luôn rồi. Oh my god, trái nhiều quá gãy luôn, gãy cành luôn rồi. Là cái cành này tiêu rồi. Ô, cành này cành khác, cành đó cành trên. Còn bên đây, phía bên đây cũng trái quá trời luôn. Đây, mình trái nghẹt luôn. Quá trời trái luôn. Từ đầu cành mà cho đến cuối cành là trái không. Rồi, nhìn đây, trái nè. Qua đây coi, qua đây cũng vậy luôn. Trái nó lạ ha, nhiều khi nhìn thấy giống như là trái bồng bon vô rồi. Đây, bên kia phía bên này ít hơn, ở đây ít hơn, ở đây leo que nhưng mà mấy cái nhánh bên kia là trái quá trời. Đấy, bên đây là trái không à. Nhìn đi, thấy nhìn tự bồng bon quá ha, giống như bồng bon vậy. Mình cái trái này ăn ngon lắm nha, ngọt và giòn, cho nên mình phải ăn trái này lắm. Mà mua ở chợ không có nha bạn, mấy bạn mua ở chợ trái bự nhưng mà nó làm sao sao đó, nó không có ngọt, nó kỳ kỳ đó, nó lỡ lỡ thì nó mắc tiền đó. Rồi mình nên năm nào mình cũng phái cây này ra mình ăn nó là đã lắm. Thế nào nó lớn mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi, ok nha các bạn.